Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin chuyển nhượng ngày 3 tháng 6 năm 2024. Ngay sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết. Chính thức Chelsea bổ nhiệm huấn luyện viên mới. Chỉ sau 2 ngày kết thúc vòng hạ màn Premier League, Chelsea đã bất ngờ sa thải huấn luyện viên Pochettino. Dù về đích ở vị trí thứ 6 sau một mùa giải đầy biến động và có sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng do chấn thương. Theo một số nguồn tin trước đó, huấn luyện viên người Argentina bị trảm không hẳn do thành tích hay vấn đề chuyên môn mà vì có mâu thuẫn với chủ tịch. Chưa đầy 2 tuần sau khi chia tay Pochettino, Chelsea đã tìm được người thay thế, đó là Enzo Maresca của Leicester City. Huấn luyện viên người Italia đã ký hợp đồng 5 năm kèm tùy chọn gia hạn 12 tháng với đội chủ sân Stamford Bridge. Ông sẽ bắt đầu công việc của mình từ chính thức ngày 1 tháng 7. Sau khi hoàn tất chữ ký với Chelsea, Maresca chia sẻ: "Gia nhập The Blues, Chelsea, đó là một trong câu lạc bộ lớn nhất thế giới, là giấc mơ của bất kỳ huấn luyện viên nào. Đó là lý do tại sao tôi vô cùng hào hứng với cơ hội này. Tôi mong muốn được làm việc cùng nhóm cầu thủ rất tài năng để tiếp nối truyền thống của câu lạc bộ. Tôi tin tưởng gian cầu thủ này sẽ cùng nhau phát triển, gặt hái thành công và mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ." Chelsea sau khi sa thải Pochettino đã liên hệ với một loạt những ứng viên như Thomas Frank, Roberto De Zerbi hay Mackina, nhưng cuối cùng họ thuyết phục được Maresca ngồi vị trí ghế nóng. Trong cuộc phỏng vấn, huấn luyện viên 44 tuổi đã gây ấn tượng với bài thuyết trình về lối chơi kiểm soát, phù hợp với đường lối mong muốn được giới chóp bu của The Blues đưa ra. Để có được chữ ký của huấn luyện viên Leicester City, Chelsea đã phải trả cho Leicester City 10 triệu bảng phí phá vỡ hợp đồng. Dưới triều đại của tỷ phú Bradley, Maresca là huấn luyện viên thứ 5 của The Blues sau Pochettino, Frank Lampard, Graham Potter và Thomas Tuchel. Mùa giải vừa qua, Maresca gây ấn tượng cực kỳ mạnh khi giúp Leicester City vô địch Championship với 97 điểm, giành quyền thăng hạng ngoại hạng Anh. Chuyên gia người Italia thiên về lối đá kiểm soát, đạt tỷ lệ trung bình 62% của cả mùa giải. Trước khi dẫn dắt Leicester City, Maresca từng làm trợ lý cho Pep ở Manchester City một năm, nên ít nhiều thấm nhuần triết lý của huấn luyện viên người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Maresca không bên nguyên công thức của Pep đến với sân King Power. Tóm lại, ông không copy paste mà tạo ra sự kiểm soát của riêng mình. Sự nghiệp cầu thủ của Maresca thì trước đó không mấy nổi bật, nhưng ông cũng từng khoác Juventus 4 năm, từ năm 2000 đến 2004, cùng thời với Antonio Conte. Sau khi chia tay đội bóng thành Turin, cựu tiền vệ người Italia khoác hàng loạt những câu lạc bộ như Fiorentina, Sevilla, Olympiacos trước khi treo giày ở Verona. Pháo thủ chia tay 22 cầu thủ. Arsenal xác nhận sẽ chia tay tổng cộng đến 22 cầu thủ từ các đội nam, nữ và học viện trẻ vào cuối tháng này do đáo hạn hợp đồng. Mùa giải 2023-2024, Arsenal dù thi đấu cực kỳ tuyệt vời và thăng hoa, song đáng tiếc vẫn không thể đoạt được bất kỳ danh hiệu nào. Riêng ở Premier League, họ đã ganh đua song phẳng với Manchester City và chỉ chấp nhận thua cuộc ở vòng đấu cuối. Huấn luyện viên trưởng Mikel Arteta sẽ nỗ lực để giúp Arsenal chinh phục các danh hiệu ở mùa giải tới bằng cách cải thiện đội hình của mình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Do đó, pháo thủ đã quyết định chia tay một số cầu thủ ở đội 1 khi hợp đồng của họ đáo hạn vào ngày 30 tháng 6. Arsenal xác nhận việc Cedric Suarez và tiền vệ Mohamed Elneny sẽ rời Emirates vào mùa hè này. Suarez thì đã gia nhập từ Southampton vào năm 2020 nhưng chỉ ra sân 64 lần ở Arsenal, phần lớn là vào sân thay người. Trong khi đó, Elneny đã có 161 lần ra sân cho câu lạc bộ và rời đi 8 năm sau khi gia nhập từ Basel. Thủ thành 22 tuổi, đó là Okunku, người cũng đã trải qua mùa giải khóa câu lạc bộ Brigham theo diện cho mượn, cũng sẽ rời đi. Các cầu thủ học của học viện cũng sẽ phải rời Emirates, bao gồm những cái tên như Ovia, Hobart, James Henson, Taylor Foran, Alex Kurt, Henry Zapscott, James Lalisquit, Mauro Bandera, Omari, Luis Brown, Cooper, Ryan, Catalin, Kido, John Jones và Henry Davis. Ba cầu thủ trẻ triển vọng khác bao gồm Amario, Canhain hay là Waters đều sẽ hợp đồng với Arsenal vào ngày 30 tháng 6. Nhưng câu lạc bộ cho biết đang đàm phán để giữ chân họ ở lại với một thỏa thuận mới. Trên trang chủ của mình, Arsenal đưa ra tuyên bố ngắn gọn cảm ơn đóng góp của các cầu thủ. Các bạn sẽ luôn là một phần của dãy gia đình Arsenal và chúng tôi chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất, sức khỏe, hạnh phúc trong tương lai. Bom tấn 130 triệu chờ Arsenal gật đầu. Theo thông tin từ Gazzetta dello Sport, tiền đạo Victor Osimhen của Napoli đang chờ lời đề nghị hỏi mua từ Arsenal trước khi suy nghĩ đến các biểu đồ khác. Chứng kiến phong độ thất thường của bộ đôi trung phong Gabriel Jesus và Nketiah xuyên suốt mùa bóng vừa qua, khi hai cầu thủ trên chỉ đóng góp tổng cộng 9 bàn thắng ở Premier League. Huấn luyện viên Mikel Arteta đang yêu cầu lãnh đạo của Arsenal chiêu mộ một chân sút đẳng cấp để nâng cấp sức mạnh nhằm hiện thực hóa mục tiêu vô địch hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh mùa giải tới. Một trong cầu thủ liên hệ với pháo thủ nhiều nhất đó là Osimhen, ngôi sao được đánh giá là trung phong hàng đầu của Serie A thời điểm hiện tại. Mùa giải này cầu thủ 25 tuổi đã ghi được 17 bàn thắng sau 32 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên sau 4 năm chinh chiến ở Italia, Osimhen khao khát được tìm kiếm một thử thách mới tại một quốc gia khác, đặc biệt là Anh. Nguồn tin mới đây từ Gazzetta dello Sport lộ, chân sút sinh năm 1998 đang chờ động thái hỏi mua của Arsenal trước khi lựa chọn những biểu đồ khác. Hiện hợp đồng giữa Osimhen với Napoli có cai điều khoản giải phóng trị giá 130 triệu euro. Trước đó, chủ tịch của câu lạc bộ đã
Trước đó, chủ tịch câu lạc bộ này đã khẳng định bất kỳ đối tác nào chấp nhận chi ra con số trên mới có được chữ ký của Osimhen. Ronaldo lôi kéo đồng đội cũ. Tiền đạo của câu lạc bộ Anas Cristiano Ronaldo đã đóng vai trò là siêu cò khi nói chuyện với hai người đồng đội cũ ở Real Madrid về việc muốn cùng anh đến với Ả Rập Xê Út. Điều này xảy ra sau khi đội bóng của CR7 thua Al Hilal trong trận chung kết Kings Cup tuần vừa qua. Macaratin Rondo đã gọi cho Nacho và Casemiro trong nỗ lực thuyết phục họ đến với vùng trung đồng thi đấu. Cả hai cầu thủ trên đều có tương lai không chắc chắn ở câu lạc bộ của mình vào mùa hè này và Rondo đang đích thân đi trước trong việc cố gắng lôi kéo họ đến với Saudi Pro League. Siêu cò CR7 đã xúc động rơi nước mắt khi đội bóng của anh thua trận chung kết Kings Cup, khiến Anas có một mùa giải không danh hiệu, rất đáng buồn. Huyền thoại 39 tuổi này rõ ràng tin rằng cách để khắc phục điều đó trong mùa giải tới sẽ là chiêu mộ những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn, những người có truyền thống giành được các danh hiệu. Casemiro đang có tương lai không chắc chắn ở Manchester United, trong khi Nacho vừa giành chức vô địch C1 với Real, nhưng đó có thể sẽ là lần ra sân cuối cùng của anh với câu lạc bộ. Levy bác tin đồn về giới trướng của Mourinho. Có thông tin cho rằng Robert Lewandowski có thể chia tay Barca trong kỳ chuyển nhượng mùa này để cập bến Fenerbahce và làm học trò của Jose Mourinho. Tuy nhiên, tuyển thủ người Ba Lan vừa lên tiếng phủ nhận. Phong độ của tiền đạo người Ba Lan trong máu của đội bóng Skytalang đã sa sút kể từ đầu năm 2023 và điều đó đã làm xuất hiện những tin đồn cho rằng anh có thể rời Barcelona. Mới nhất, Lewandowski được liên hệ để trở thành học trò của Jose Mourinho tại Fenerbahce. Tuy nhiên, anh đã thẳng thừng phủ nhận những thông tin trên. Chuyển đến Fenerbahce, Fenerbahce vẫn chưa liên lạc gì với tôi cả. Tôi chẳng biết gì về việc đó. Khi được hỏi về quyết định giải nghệ của Toni Kroos, Lewandowski nói rằng trái tim tôi sẽ mách bảo khoảnh khắc đó. Trước khi đưa ra quyết định, đầu tiên tôi phải cảm nhận được điều gì đó. Tôi không biết khi nào nó sẽ xảy ra, thật khó để xác định nó. Tôi cần lắng nghe cơ thể của mình để chắc chắn về điều đó và bây giờ thì tôi không nhận thấy điều gì cả. Về mặt thể chất, tôi cảm thấy mình rất tốt và điều đó có nghĩa là tôi không nghĩ đến việc giải nghệ. Có lẽ Toni Kroos cũng cảm thấy như vậy vào thời điểm đó, nhưng đó không phải là trường hợp của tôi. Tôi nhận ra rằng công việc khó khăn mà tôi đã và đang làm đang được đền đáp. Mặc dù không còn duy trì phong độ đỉnh cao được như trước đây, nhưng Lewandowski vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Barca mùa giải này với 26 bàn, sụt giảm đáng kể so với mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có xuất hiện thông tin nào về việc lại bãi đạo của đội bóng sẵn sàng bán chân sút người Ba Lan. Liên quan tới Jose Mourinho, chiến đấu gia người Bồ Nha đêm ngày 22 tháng 6 đã được bãi đạo của Fenerbahce giới thiệu ra mắt với nghiệp vụ của đội bóng. Người đặc biệt đã ký bà rồng có thể là 2 năm cùng tùy chọn dạn thêm 1 năm, mức lương là 10 triệu euro trên 1 năm. Real Madrid mua đứt Joselu. Như đã biết, Joselu từng đá 2 mùa, ghi 4 bàn thắng cho Real Madrid B. Năm 2012, chỉ sau 2 trận đá trước đội 1 Real Madrid, tiền đạo người Tây Ban Nha đã bị bán cho Hoffenheim với mức phí không được tiết lộ. Thưa quý vị, mùa hè năm ngoái, sau 11 năm chia tay, Joselu đã tái hợp Real Madrid theo diện cho mượn từ Espanyol với mức phí là 5 triệu euro. Hợp đồng của Joselu có thời hạn hết mùa giải 2023-2024, kèm tùy chọn mua đứt với trị giá 1,5 triệu euro. Tờ The Athletic vừa khẳng định, một ngày sau khi vô địch Champions League 2023-2024, Real Madrid đã kích hoạt điều khoản mua đứt Joselu. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ sớm chính thức công bố chi tiết bảo đồng mới với tiền đạo 34 tuổi. Việc Real Madrid quyết định mua đứt Joselu là phần tưởng thưởng xứng đáng họ dành cho tuyển thủ Tây Ban Nha sau mùa giải thành công rực rỡ. Ở chiến dịch vừa kết thúc, sau vai trò tiền đạo dự bị, Joselu ghi đến 18 bàn thắng, có 3 kiến tạo, góp công lớn giúp Real Madrid vô địch siêu cúp Tây Ban Nha, La Liga và UEFA Champions League. Một trong những khoảnh khắc và trận đấu đáng nhớ nhất của Joselu ở mùa giải này cũng như sự nghiệp của anh tại Real Madrid là trận bán kết lượt về với Bayern Munich. Ở trận đấu tại Santiago Bernabeu vào ngày 9 tháng 5, khi anh vào sân thay người ở phút 81, thời điểm Real bị dẫn 0-1, Joselu đã ghi liền 2 bàn ở các phút 88 và 90+1, giúp đội nhà thắng chung cuộc với tỷ số 2-1, có đó giành quyền vào chơi trận chung kết nhờ thắng lợi với tổng tỷ số là 4-3. Nhờ phong độ ấn tượng tại Real Madrid, Joselu đã được triệu tập dự vòng chung kết Euro 2024. Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên của chân sút 34 tuổi với đội tuyển Tây Ban Nha. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyển nhượng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của TVH Vlogs.